Hôm nay quý Phật tử về đến quy Pháp Ấn, muốn được dùng trà đạo với quý thầy, với đại chúng. Và trong giây phút này quý vị có những nghi vấn, thắc mắc hay những khó khăn gì trong sự tu học, quý vị nêu lên với quý thầy sẽ soi sáng ở trên bước đường tu học chánh pháp của tất cả quý vị. Mình có những khó khăn, những thắc mắc, những điều chưa được sáng tỏ trong tu học, mình có thể nêu lên, quý thầy và đại chúng sẽ soi sáng cho mình. Nếu quý vị không có thắc mắc gì hết á, thầy sẽ nói chuyện cho quý vị nghe. Quý Phật tử rất là thường được nghe về cái từ nghiệp, nghiệp báo, nghiệp lực, nghiệp quả. Nhưng mà để mà chúng ta hiểu nó thật là chính xác về cái nghĩa lý của nghiệp mà Đức Phật nói đó, không phải là chuyện dễ. Và đa số chúng ta có khi hiểu một phần, hoặc hiểu chưa chính xác, hoặc là hiểu sai. Cho nên hôm nay trong cái buổi trà đạo, Minh Thành sẽ chia sẻ với quý vị một cái bài kinh trong Tăng Chi Bộ Kinh tập 1, là kinh Hạt Muối. Bài kinh này sẽ cho chúng ta một cái nhìn hết sức là mới mẻ và sáng tỏ và rõ ràng về cái nghiệp trong Đạo Phật nói. Lâu nay chúng ta cứ hiểu rằng là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, phải không? Trồng cam mà được cam, còn trồng mướp hay là trồng khổ qua thì trồng cái nào nó ra cái nấy, phải không? Không đúng. Quý vị sẽ rất là bất ngờ, học cái bài kinh này quý vị sẽ rất là bất ngờ. Cái đó là cái quan niệm nhân quả của thế gian. Trong Đạo Phật nói cái nhân quả hết sức là sâu sắc và có thể chuyển biến, chuyển đổi, làm cho thay đổi. Chính vì có thể làm cho thay đổi cho nên mình mới tu học, mình mới tu sửa. Còn nếu như mà cái nhân nào quả nấy thì đâu có chuyện tu sửa. Vì vậy thì chuyển biến, chuyển đổi, thay đổi như thế nào thì chúng ta sẽ nghe thật kỹ cái bài kinh này. Đức Phật nói rằng là ai nói như sao, người này làm nghiệp như thế nào, người ấy sẽ cảm thọ như vậy. Nếu mà sự kiện là vậy thì không có cái đời sống phạm hạnh tu hành, không có cơ hội để nêu rõ khổ đau, được chân chánh đoạn diệt. Và này các tỳ kheo, ai nói như sao, người này làm nghiệp được cảm thọ như thế này, như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ quả dị thục như vậy, như vậy. Nếu nói như vậy thì có cái đời sống tu hành phạm hạnh và có cơ hội để nêu rõ đau khổ, được chân chánh đoạn diệt. Như vậy có thể cái câu kinh đó quý vị khó hiểu, mình giải thích quý vị sẽ hiểu rõ. Cái câu ở phía dưới Đức Phật nói là gì? Là cái người này làm cái nghiệp được cảm thọ như thế nào thì người ấy cảm thọ cái quả dị thục
như thế đó. Như vậy thì khác nhau ở cái chỗ là cái quả dị thục, chứ không phải là làm nghiệp như thế nào thì nhận là y chang cái đó. Quý vị phải nhớ ở đây có ba cái chữ là quả dị thục. Cái quả dị thục là cái gì? Chữ dị là biến đổi, chữ thục là chín muồi. Quả là cái kết quả, là hoa trái. Mình làm như thế nào thì đến khi mà cái sự mà thay đổi chuyển biến của cái kết quả đó đó, mình sẽ chịu đựng. Chứ không phải là làm như thế nào là chịu y như thế đó, không phải. Cái này quý vị phải nhớ thiệt kỹ. Cái nghiệp mình đã gây rồi sau đó nó sẽ biến đổi, rồi nó chín mùi, rồi nó trổ ra cái quả. Thì cái quả đó mình phải nhận, gọi là mình chấp nhận, mình tiếp nhận, mình phải chịu. Nhớ kỹ hai cái chỗ này nha. Không phải nhân nào quả nấy, mà là cái gây cái nhân, tạo cái nghiệp rồi thì nó sẽ theo cái thời gian dị thục là nó biến đổi, nó chín mùi, rồi nó sẽ trổ ra cái kết quả đó. Nó có sự thay đổi, cho nên gọi là dị thục quả. Tức là cái kết quả hay là cái hoa trái đó, nó đã được biến đổi, thay đổi và chín mùi. Rồi, nó thay đổi chín mùi như thế nào? Đức Phật mới lấy những cái hình ảnh Đức Phật dạy mình. Ở đây, có người làm nghiệp ác nhỏ thôi, và cái nghiệp ấy đưa người đó vào trong địa ngục. Rồi có người làm cái nghiệp ác nhỏ tương tự giống vậy, và cái nghiệp ấy đưa người đó đến cái sự cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến một chút ít cũng không thấy được ở trong đời sau, nói gì là nhiều. Vậy là Đức Phật nêu ra cùng một cái trường hợp, có cái người này làm một cái nghiệp ác nhỏ, nhưng mà cái người đó bị rơi vào trong địa ngục. Rồi cũng có người làm cái nghiệp ác nhỏ giống như vậy đó, nhưng mà cái nghiệp ác đó đó, họ sẽ nhận lấy cái kết quả ngay trong hiện tại, tức là ngay trong đời này, mà không học đời sau, họ không có đi đến địa ngục, họ không có chịu khổ. Cái này quý vị thấy lạ không? Nào giờ có nghe cái này chưa? Chưa từng nghe, làm sao nghe được? Đây là trí huệ thâm sâu của bậc chánh đẳng giác trong cái tạng kinh gốc của Nikaya. Như vậy đồng thời cũng hai người cũng tạo cái nghiệp nhỏ ác giống y như nhau, nhưng một người vào địa ngục. Mà quý vị biết địa ngục, những cái địa ngục đó là một ngày một đêm đó, 50 năm cho đến 100 năm, cho đến có địa ngục mà lớn là 500 năm mới là một ngày một đêm. Sợ chưa? Sợ chưa? Đó. Và bây giờ tại sao có người lại đỏ, có người không đỏ? Muốn biết không? À. Thì một người thì đời sau đời đỏ địa ngục, một người thì nhận lấy cái kết quả ngay trong đời này, đời sau hoàn toàn không còn nữa, không có cái quả báo xấu ác đó nữa. Đức Phật giải thích rất là kỹ. Ở đây có người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít oi. Người như vậy này các tỳ kheo, tạo nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào trong địa ngục. Thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập,
Nhớ kỹ nha, cái này quan trọng lắm, bữa nay là được báo vật đó, biết không? Biết không? Chứ không phải uống trà bình thường đâu. Thân không tu tập, người này không có tu tập thân. Giới không tu tập, không có giữ giới. Tâm không tu tập, không có sửa đổi cái tâm. Tuệ không tu tập, là người này không lo phát huy cái trí huệ. Chính bốn cái này không có tu tập, cho nên người này gọi là lãnh đủ, lãnh đủ cái quả của cái nghiệp ác nhỏ đó. Và có thể là từ cái nhỏ đó, nó bé nó xé thành to, do không có tu tập. Do không tu tập, bây giờ mình thành đó cái ví dụ rất nhỏ mới vừa xảy ra một ngày hôm qua thôi, là hai cái cô bé này làm việc ở trong nhà hàng, người ta cho tiền bo chia với nhau không đều, cô này đâm cô kia chết, mới có 19 với 20 tuổi thôi. Quý vị thấy có phải cái nghiệp nhỏ mà nó đưa đến cái kết quả rất là lớn mà thậm chí đọa không? Ngay là hiện tại là đã mang án rồi. Rồi cái người mà chết mà trong cái sân hận như vậy, trong cái uất ức như vậy, trong cái đau khổ như vậy, thì quý vị thấy có siêu thoát được không? Đó. Mà hỏi ra thì cái gì? Có mấy đồng tiền lẻ của người ta mo thôi. Thì người này không biết tu, thân không có tu tập, lời nói không tu tập, ý nghĩ không tu tập, tức là tâm không có tu tập. Thì không có tu tập tức là gì? Là không sửa đổi, không dòm ngó, không coi chừng, không sửa đổi, không điều chỉnh. Thì người này từ một cái nghiệp ác nhỏ có thể đưa người này vào trong địa ngục, chịu một cái quả khổ khủng khiếp, khủng khiếp, kinh khiếp. Mà quý vị thấy những cái chuyện đó bây giờ nhiều không? Nhiều lắm, rất nhiều. Nhiều đến nỗi mà mình ớn, mình đọc vô tin tức, phải không? Mỗi ngày trên tivi mình sợ. Đó là gì? Đó là cái kết quả của thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập. Thân tu tập là gì? Từ bỏ sắc sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục là tà dâm. Đó là ba cái giới của thân đó. Đó là cũng là thân tu tập mà cũng là giới tu tập đó. Tập ăn chay, tập bớt sát sanh, tập không có phạm vô cái vấn đề lấy của không cho, dầu một cái món gì nhỏ nhất và ta không cho là mình không lấy. Tập chung thủy với gia đình của mình, đó là mình đang tu thân tu giới đó. Rồi giới còn mấy giới nữa? Không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, không nói lời khiêu dệt, không nói lời phù phiếm. Đó là mình đang tu giới. Mà quý vị thấy nè, bốn cái lời nói này nè, mà mình nếu mình không tu tập thì nó nguy hiểm không? Nguy hiểm không? Nguy hiểm. Có thể vì một lời nói qua nói lại vẫn xảy ra những chuyện mà mình không tưởng tượng được, có không quý vị? Rất là nhiều. Cái chuyện nhỏ có thể giận hờn nhau, chuyện lớn có thể gây gổ, và chuyện lớn hơn
tu tội. Đó là không tu đó. Chứ quý vị nghĩ tu là cái gì cao siêu đó. Tu là ngay nơi thân, ngay nơi lời nói mình đó, ngay nơi cái ý nghĩ của mình đó. Thì nếu mà mình có thường thường tu tập như vậy, là cái tâm của mình đó, mình để ý những cái suy nghĩ đây là tâm tu tập. Cái cảm giác, cái nghĩ tưởng của mình, mình phải làm sao luôn luôn cho nó nghĩ những cái điều lành, nó tưởng tới những cái điều tốt, cảm giác những cái cảm giác hiền thiện, thanh tịnh, an tịnh, an lạc, chứ không có cho nó chạy theo những cái cảm giác xấu ác, những cảm giác mà đam mê, những cái cảm giác mà vui trên cái khổ của chúng sanh. Quý vị thấy không? Một cái con heo mà khi mình cắt cổ nó kêu không? Kêu la không? Con gà con vịt khi mình cắt cổ nó dãy dụa không? Nó đau đớn dãy dụa lắm. Mà mình ngồi đó mình ăn rồi mình chê thịt này là còn non, thịt này là già, thịt này là dai, thịt nào là mềm, phải không? Đó là gì? Là cái cảm giác một chút của mình thôi, nhưng mà cảm giác đó là mình không thấy cái tội lỗi. Mình không thấy. Cho nên mình tập từ từ, không phải nói cái một là mình cắt ngang được. Nhưng mà mình phải thấy, phải biết, phải hiểu, để mình điều chỉnh lần lần. Điều chỉnh tức là tu đó, sửa lại tức là tu đó, làm cho nó tốt hơn tức là tu đó. Phát huy những cái cảm giác, những cái suy nghĩ, những cái tưởng hiền thiện, đó là tu đó, đó là hành đó, đó là tập đó. Đó là gì? Đó là đạo, là pháp. Cho nên á, cái người mà không tu tập nó nguy hiểm như vậy đó. Rồi bây giờ cái hạng người mà thứ hai là gì? Cái hạng người nãy nói đó, tưởng tạo nghiệp giống y vậy, mà cái người này là chịu cái quả ngay trong hiện tại nhỏ thôi mà không có tới đời sau, thì người này là như thế nào? Là cái người có tu tập. Ngược lại với người này, tu tập thân, tu tập giới, tu tập tâm, tu tập tuệ. Mà quan trọng ở cái câu là gì? Không có hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô lượng. Cái này quan trọng. Hồi nãy trên nói là gì? Không có tu tập bốn cái điều đó mà hạn hẹp, tự ngã, tức là cái bản thân người đó, đó nhỏ nhen, sống chịu khổ ít oi. Người này cái tâm nó hẹp hòi, nhỏ nhen và không có chịu khổ. Không chịu khổ tức là không có nhẫn nại, không chịu khó. Quý vị phải hiểu đây, mấy cái từ này quan trọng lắm mà. Không tu tập bốn cái điều đó mà còn lại hạn hẹp, nhỏ nhen, ích kỷ, không có kham nhẫn, không có chịu khó. Cho nên quý vị đang ngồi đây là chịu khó hết trơn, phải không? Tự cho mình tràn vào tay luôn. Không chịu khó làm sao vượt 500 cây số đến đây? Đó là đó, cái chỗ này đó, Phật nói mình đó nè. Cái người hồi nãy là tại sao họ bị đỏ? Là họ hạn hẹp, nhỏ nhen, ích kỷ, sống không có chịu khó, cứ thích hưởng thụ, thích cho nó dễ, thích cho nó vui, thích rồi ăn chơi, thích hưởng thụ thôi, chứ cực khổ khó khăn không chịu. Mà cực khổ khó khăn để ăn chơi thì chịu, mà cực khổ khó khăn để tu, để làm phước làm thiện thì không chịu. Có nhiều người mình đi từ thiện người ta cười mình, phải không? Có không? Đó người ta nói gì vậy chứ, rảnh quá ha, phải không? Đó đó, đà đà, đây 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 đó, cái hạng người đó đó, hiểu chưa? Hiểu chưa? Nhỏ nhen, hạn hẹp, ích kỷ, sống không có chịu kham nhẫn, không chịu khó. Thì cái người này họ vướng vô một cái nghiệp quả nhỏ thôi, họ sẽ đi đến những cái cảnh khổ, không có đường quay lại. Đức Phật ví dụ giống như là cái chén nước đó, mình nắm một nắm muối nè, đây là bài kinh hạt muối mà,
mình hốt một nắm muối mình bỏ vô cái chén trà đó mình uống mà. Mặn không? Mặn. Mặn uống được. Rồi, bây giờ cái người này ngược lại với người kia. Là người này đó là tu tập thân, tu tập giới, tu tập tâm, tu tập tuệ, mà người này không có hạn hẹp. Cái tâm á to lớn, đời sống vô lượng. À, mấy cái chữ này học hay lắm. Không có hạn hẹp. Cái tấm lòng rộng mở lắm. Sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng cởi mở, sẵn sàng tha thứ. Cái tâm bao la lớn, chứ không có tính từng đồng, từng cắt, từng chút, không có tính bồn chậu, dấm muối. Không có tính những cái li ti. Để ý từng chút, một chút, đặng mà kiếm chuyện, đặng gây sự. Không, có biết cái vụ đó không? Biết không? Một khi ghét ai rồi là để từ ý từ chút vậy đó. Mà không, đó, mòn em hốc cho nó khổ. Đó, là ngẹp đó, cái này. Cái này mệt lắm đó. Không có khỏe đâu. Đừng có ham cái vụ này, hay không? Đừng có ham cái vụ này, mệt lắm. Cái tâm mình phải rộng, rộng lớn. Đời sống vô lượng. Đời sống vô lượng ở đây là mình tập từ vô lượng tâm, đi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm. Đời sống vô lượng là bốn cái tâm vô lượng. Gọi là đời sống vô lượng. Tha thứ được rồi tha thứ, bao dung được thì bao dung, rộng mở được thì rộng mở. Giờ lỡ rồi giận hoài cũng vậy thôi, phải không? Phải chưa? Nhất trí vậy không? À, gây hoài, cử hoài, hờn hoài, trách hoài, buồn hoài cũng vậy thôi. Nó buộc mình vô cái tâm mình nhỏ hẹp, nhỏ bé. Bây giờ mình tập mở cái tâm rộng ra. Thì cái người này thì sao? Người này đó cũng là một nghiệp ác nhỏ mọn tương tự như người trên. Nhưng mà nghiệp ác ấy, đó là đưa người ấy đến cái cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến một chút ít cũng không thấy được ở trong đời sau. Nói gì là nhiều, đời sau người này không còn chút nào nữa. Ngay trong hiện tại người này trả chút xíu cái xong. Vị này Đức Phật ví dụ là gì? Là người này cầm một cái nắm muối bỏ xuống sông Hằng. Cái sông có mặn không? Quý vị chịu vậy không? Chịu không? Chịu làm dòng sông hay chịu làm cái chén chút đó? Chịu cái nào? Thiệt không? Dòng sông là phải cuốn cho nó trôi. Chứ dòng sông mà không có dòng sông mắc cạn, dòng sông mà bỏ gì xuống cái nằm y nguyên đó, nó không chịu trôi làm sao? Phải không? Cái tâm mình phải cho nó trôi chảy, cho nó lưu thông, cho nó rộng lớn, nó trong, nó mát, nó bao la. Thì như vậy nó bỏ nắm muối vô nó không có mặn. Chịu mặn không? Người ta nói thì sao đó, ngoài đời người ta nói gì? Ai ăn ăn muối rồi ai chịu? Nó có ảnh hưởng đó. Nó có ảnh hưởng. Tuy rằng nghiệp ai nấy chịu, nhưng mình có ảnh hưởng. Tại vì những người thân của mình á, thí dụ giờ quý vị, mình thành nói thí dụ như quý vị được một cái niềm vui gì đó, người thân quý vị có vui lây không? Quý vị gặp cái chuyện gì khổ quá, người thân quý vị có lây không? Đó, nó có sức ảnh hưởng. Sức ảnh hưởng. Nếu bây giờ mình trở lại vấn đề là, cái người mà bỏ nắm muối xuống sông Hằng đó, thì các thầy nghĩ như thế nào? Này khác thì theo sông Hằng ấy có vì nắm muối này mà trở thành mặn và không uống được không? Quý vị giống mấy thì thánh tăng ghê. Mấy vị thánh tăng nó bạch Thế Tôn, dạ không. Vì cớ sao? Nước là cả khối nước sông Hằng. Khối nước ấy không vì cái nấm muối này mà trở thành mặn và không uống được. Vì thế Đức Phật giảng cái nghiệp tuyệt vời không?
so với cái hiểu của mình trước nay là nó đâu có trúng, phải không? Phải chưa? Đó, phải hiểu cái nghiệp như vậy. Đức Phật cho một cái ví dụ thứ hai. Ví dụ như có người đó bị tù tội vì nửa đồng tiền, bị tù tội vì một đồng tiền, và bị tù tội vì 100 đồng tiền. Cái đồng tiền hồi xưa đồng tiền vàng, giống như bây giờ mình nói là một lượng vàng, một chỉ vàng vậy đó. Nhưng ở đây này các tỳ kheo, có người không bị tù tội vì nửa đồng tiền, không bị tù tội vì 1 đồng tiền, không bị tù tội vì 100 đồng tiền. Cũng cái số tiền đó mà cái người kia bị tù tội, mà cũng cái số tiền đó mà cái người nọ không bị tù tội. Đó, Phật cho cái ví dụ thứ hai. Cái vậy thì cái người mà bị tù tội vì nửa đồng, vì 1 đồng, vì 100 đồng đó là như thế nào? Là có người nghèo khổ, ít sở hữu, ít tài sản. Người nghèo, người nghèo giống như hồi nãy đó, vì nghèo mới giành nhau chút xíu vậy đó, là mất mạng, là vô tội, là tại vì nghèo. Nghèo, còn nếu giàu thì đâu có giành mấy chục đó đâu, 100 mấy chục đó, 1 đồng 2 đồng đó. Cái gì thấy không? Thì mình nói theo đô la đi, thì đồng đô la là mình bữa nay là 20 mấy ngàn. Thì đó là mình đi vô giống như 1 đồng 2 đồng vậy đó. Đó. Đó, bây giờ cái người mà là cũng vì số tiền đó mà không có bị tù tội là như thế nào? Là người đó giàu có tiền của lớn, có tài sản lớn, giàu quá giàu rồi, ai đi dành 1 đồng 2 đồng đó làm chi? 50 chục có nhận gì mà dành, thấy chưa? Mà quý vị đây là cũng vậy phải không? Nó giàu cái chịu khoái liền mà, phải không? Rồi coi Phật nói cái này là như thế nào. Đó thì Đức Phật nói đó, giống y như hồi nãy. Giống y như hồi nãy, cái người nghèo là cái người gì? Người không có tu, không có chịu tu tập, không có chịu làm các cái thiện pháp. Mà nãy nói là không tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu trí huệ. Cái tu trí huệ là cái tu hết sức quan trọng. Cái tu thân, tu giới nãy mình Thành có nói đó, còn cái tu tâm, tu tuệ là tu như thế nào? Gọi là tu tâm, tu tuệ. Tu tâm là mình luôn luôn nhìn lại cái cảm giác, coi coi cái cảm giác dễ dễ chịu đó có thích thích khoái khoái không, có chết với cái cảm giác mà ngọt ngào đó không, có nghe cái câu mà ngọt mật chết ruồi không, có nghe không, có bị chết không, hồi đó giờ có bị chết không? Chết với cái cảm giác ngọt ngào, chết với cái cảm giác dễ chịu đó, chết với cái cảm giác mà khoan khoái đó, phải không? Thì cái cảm giác đó là tham. Tham ở trong cái cảm giác đó, đó. Tham dục, ham muốn, ưa thích, ái ở trong cảm giác đó, đó. Khoái ở trong cái cảm giác đó, đó. Thì chính vì cái tham tham, khoái khoái, thích thích đó, thì cái đó đó là nó buộc mình khổ. Rồi cái cảm giác mà bực bội, khó chịu đó, cái cảm giác đó là có cái gì trong đó quý vị biết không? Bữa không có học bài không? Bữa qua sao lại giảng cái bài này rồi có nghe không? Rồi có nghe đâu. Rồi có đi thảo bác rồi nghe. Nói không? À, cái cảm giác khó chịu, bực bội đó, sân. Rồi mình nhìn lại mình mới thấy, chứ mình không nhìn lên mình không có thấy. Cho nên tu tập tâm là nhìn lại cái đó đó. Thường thường nhìn lại cái cảm giác thì mình mới phát hiện ra được cái xào huyệt, cái hang ổ của tham sân si. Phát hiện ra được mà cái thủ phạm mà nó làm cho mình sầu bi khổ ưu não. Cho nên nào giờ đó mình không có học pháp, mình không có nhìn sâu vào nội tâm mình đó, thì mình không có biết tại sao mình khổ. Cho nên nói rằng tôi buồn mà chẳng biết vì sao tôi buồn. Có biết cái đó không?
Tôi khổ mà tôi không biết tại sao tôi khổ. Cứ lo hoài mà tôi không biết tại sao tôi lo, mà tôi cứ lo hoài, có đúng không? Hết lo chưa? Quý vị ngồi dưới đây hết lo. Cái cô nào lớn tuổi nhất đó, giơ tay lên coi, còn lo không? Nó mới nói lo rồi cái nó hiện ra đó. Đó, lo tới nó ngồi đó bắt đầu tưởng đó. Không biết cái chuyện gì, suy nghĩ ra, tưởng ra, cảm giác lo. Đó, chỉ cho cái pháp sống đó. Đó là pháp sống đó. Gì thấy không? Cho nên á, mình phải tu tập cái tâm. Mình thường nhìn lại hoài, nhìn lại cái cảm giác, nhìn lại những cái suy nghĩ, nhìn lại những cái suy nghĩ. Có cái suy nghĩ này nè, tốt hay là không tốt, thiện hay là bất thiện. Suy nghĩ này lợi mình lợi người hay là hại mình hại người. Mình phải kiểm soát cái suy nghĩ. Mình phải nhìn thấy được cái suy nghĩ. Mình kiểm soát cái suy nghĩ. Mình xử lý những cái suy nghĩ bất thiện. Thì cái đó gọi là tu tâm. Cái đó gọi là tu tâm đó. Mà nó cứ nghĩ xấu về người ta, mà mình cứ để cho nó nghĩ hoài như vậy là không có biết tu. Không có biết tu. Biết tu cái mặt không mà không biết tu cái bụng. Tu cái mặt là sao? Sáng nào thức dậy cũng soi rương, cũng nặng mụn. Thấy không? Trang sức mỹ phẩm lên gọi là tu cái mặt. Mà cái tâm không có tu. Phải không? Cái tâm trong đó thì nó bị bệnh, gọi là bệnh tim. Bệnh tim, mà bệnh tim này rất nặng. Nó bệnh trúng ba cái loại độc. Giỏi. Cho tự cho dặn có tay luôn. Giỏi. Phải tu tập tâm, phải tu tập trí huệ. Mình không có tu tập mình là làm sao? Cứ tu cái mặt không, mà tu cái miệng, tu cái miệng là cho nó ăn, lựa đồ ngon cho nó ăn không. Tu cái bụng là mới lên là có liền đó. Tu cái bụng rồi đặt cọc trước sáng nay đó là tu cái bụng. Báo thầy trước, đặt cọc trước. Ta tu cái bụng. Bây giờ phải tập tu cái tâm, tu cái tuệ, thấy không? Bây giờ quý vị thấy không? Tiền là tình nè. Rồi tù tội, phải không? Rồi tê tê không, phải không? Bây giờ là tu tiến tuệ. Tiến là tinh tiến, tinh tấn. Tu tấn tuệ. Còn cái tiền, tình, tù cũng tê tê không mà, nó tu nó khác, nó chuyển cái chữ tê đó, phải không? Mà muốn chữ tê nào? Tiền, tình, tù, tội, hay là tu, tiến, tuệ? Muốn cái nào? Bốn cái chữ kia này nó làm mình mệt rồi. Mệt mỏi rồi, bây giờ mình đổi vậy thôi. Cũng cái chữ tê đó mà mình đổi, phải không? Tu trí huệ là tu nhìn thấy được cái bản chất của cái thân thể này, thấy được cái sự thật của cái tấm thân này. Cái tấm thân này trước sau gì nó cũng tan rã. Sớm muộn gì nó cũng rịu rã. Không có bám chấp nặng nề vô cái sắc quẩn này, không có chấp thủ vô cái sắc quẩn, không có ham đắm vô cái sắc thân này, vật chất này. Nhìn bên đây nè, nhìn bên kia, nhìn qua bên kia, nhìn kỹ qua bên kia, nhìn đi, nhìn kỹ đi, nhìn cho kỹ. Đó. Ai vậy? Giỏi, cho anh tràng pháo tay. Cô đó cô nói mình đúng vậy, đúng, cho xem tràng pháo tay nữa. Mình đó, vô đó mình đừng có lại đó mà mình nói này ai vậy, làm bằng gì, mình nói mình đó. Ngồi đó mình quát, thấy không? Khuya nay đó mà ai mà thức được thì qua đây ngồi tu. 4 giờ qua đây tu.
Hay lắm. Qua đây tu. Ngồi đó mà nhìn đó mà quán chiếu để cho mình thức tỉnh. Thức tỉnh cái tâm mê. Cái tâm mê không thấy được sự thật. Cái tâm mà người mà si mê cứ ảo tưởng hoài. Tưởng mình khỏe hoài. Tưởng mình mạnh hoài. Tưởng mình là còn như vậy hoài. Mà không biết rằng là cái thân này là rất là mong manh, rất giòn bở. Cái thân này Đức Phật chỉ dụ giống như một cái chùm bọt nước. Nếu mà cái người có mắt sáng mà để ý chuyên chú kỹ như lý quán sát, nhìn sâu, nhìn kỹ vô thì nó rõ ra là cái bọt nước này là nó trống rỗng, trống không. Nó rỗng không. Làm sao mà ở trong cái bọt nước mà có cái lõi chắc được. Nó là trống không, nó là rỗng không. Nó là vỡ, là bể, là nát, là tan. Nhìn sâu sắc vô cái bản chất của cái cuộc đời này, cái thân thể này, có tất cả mọi sự này, để mà mở ra, mở cái tâm mê, mở cái sợi dây mà ràng buộc, trói trăng, chấp thủ, tham đắm. Thì cái đó là tu tập trí huệ đó. Tu tập trí huệ này nó đưa đến đoạn tận tất cả khổ đau. Còn nếu mà mình chỉ làm phước ngoài không mà mình không tu tập tuệ đó thì á không có hết khổ. Nó được vật chất thôi, còn cái tâm linh, cái tinh thần nó không có an. Nó cứ lo lắng hoài, nó suy nghĩ rồi nó dính mắc hoài, cái gì nó cũng chấp vô, dính mắc vô. Cho nên tu tập tuệ hết sức là quan trọng. Tu tập thân, tu tập giới, tu tập tâm, tu tập tuệ. Hôm nay quý vị nhớ bốn cái sự tu tập này để mình hành trì. Đức Phật ví dụ thêm một cái ví dụ nữa đó, là có người đồ tể đó, hoặc là cái người mà giết dê. Đối với một số người đánh cắp dê thì có thể giết hay là trói hay là tịch thu tài sản hay là làm như ý muốn. Nhưng mà đối với một số người họ cũng ăn cắp dê, nhưng mà cái người này không thể đánh, không thể giết, không thể trói, không thể tịch thu tài sản, không phải muốn làm gì làm. Vậy quý vị hiểu cái ý này không? Là đồng thời cũng có người là làm đồ tể, hoặc là cái người này làm thịt dê, mổ thịt dê bán. Nhưng mà có người đó là ăn cắp, ăn cắp dê của người này, ăn cắp heo của người này. Nhưng mà một dạng ăn cắp á, thì người này có thể đánh, có thể giết, có thể trói, có thể tịch thu tài sản, muốn làm gì làm. Nhưng mà có một hạng khác là không đụng đậy tới được. Họ cũng ăn cắp, họ cũng lấy, nhưng mà cái người đồ tể này không dám đụng gì tới họ hết trơn. Nhưng mà người đồ tể này phải làm sao? Là coi như là phải cầu xin họ. Thưa ngài, hãy cho con lại con dê hay là giá tiền của con dê. Là người nào quý vị có biết không? Biết không? Cái kẻ nghèo khổ ăn trộm ăn cắp thì mình đánh đập nó được. Mình muốn làm gì làm theo ý mình được. Cái nghèo khổ ăn trộm mà, thì ăn trộm lấy đồ của mình thì mình đánh á. Nhưng mà cái người có quyền có thế, vua hay là đại thần hay là quan lớn thì sao? Thì người này á, thưa ngài, bị ăn cắp, bị lấy, nhưng mà phải quỳ xuống thưa. Thưa ngài, ngài hãy cho con lại con dê hay là cái cho con cái tiền, giá tiền con dê như ngài cho là con số tiền đó đi, cho con nghèo khổ không có, ngài đừng lấy giùm con tội nghiệp. Ngài hiểu cái ý đó không? Đó. Thì như vậy thì như thế nào? Là Đức Phật đưa hai người ảnh đó để nói cái gì? À, để nói người có tu và người không có tu đó. Thì cái người kia cũng là cái người ăn cắp, người nọ cũng là người ăn cắp. Mà tại sao một người kia là đánh đập đá đủ thứ hết, giết rồi này kia nọ, còn cái người này là năn nỉ? Tại họ có thế lực, họ có uy quyền, họ có phước đức, họ có thế lực, họ có uy quyền, cho nên họ lấy mà không dám nói. Bây giờ thấy chưa? Thì đó để ví dụ hai người ảnh, cái người nghèo và ăn cắp kia là cái người không có tu. Không có tu cho nên là ăn thua chung đủ. Thậm chí là coi như bầm mình hết. Quý vị thấy có mấy người đang ăn cắp chó nó chết luôn á, thì đánh chết luôn á.
Thì quý vị thấy không, cũng một cái trường hợp đó xảy ra, Đức Phật đưa ra rất nhiều cái ví dụ để cho mình hiểu, phải không? Cũng một trường hợp đó y chang như vậy luôn, nhưng mà là một người là mình là đánh là giết là muốn làm gì thì làm, nhưng mà một người kia là mình không dám. Xin thôi, xin lại, xin ngài cho con lại, cho con tiền lại, ngài con nghèo. Quý vị hiểu không vậy? Hiểu không? Không hiểu giơ tay lên. Hiểu để cho nó ngấm từ từ. Cho nên không có tu lỗ lắm. Cái người mà không biết tu quý vị khổ, vừa khổ mà vừa lỗ, tội nghiệp lắm. Cho nên quý vị ngồi đây đó, thông minh, thông minh, có phước, có phước. Quý vị thấy không biết tu không đó, chút xíu thôi đó. Nãy Minh Thành kể câu chuyện đó, mà nhiều câu chuyện khác nữa, nhiều câu chuyện khác nữa, nhiều câu chuyện khác rất là thương tâm. Một chuyện nhỏ xíu thôi à, mà có thể làm cho tan nhà nát cửa. Nhỏ xíu thôi, tan nhà nát cửa. Mẹ con có thể không nhìn mặt với nhau, vợ chồng phải chia ly, anh em rồi cốt nhục tương tàn, mà hỏi ra không có chuyện gì đó. Đó, có một người là vì có 500 ngàn á mà giết nhau chết á, 500 ngàn một cái tờ giấy đó thôi là chết. Quý vị thấy khổ không? Khổ không? Quá khổ đi chứ. Mà cái khổ đó là từ đâu? Không biết tu, không biết tu trí huệ, không có biết nhiếp phục cái tâm mình. Cứ để nó sân là cứ để nó bung ra, nó tham là cứ để nó bung hết ra, nó si là cứ để vậy, rồi cái này nó bung ra cái bản ngã, cái tôi bung ra là khổ dài dài, khổ dài dài. Cho nên Đức Phật nói rằng đây gì? Đức Phật kết luận lại bằng cái câu đầu tiên hồi nãy nói đó. Ai nói như sao, người này làm nghiệp ác như thế nào thì người ấy sẽ cảm thọ quả như vậy. Nếu mà sự kiện là như vậy, này các tỳ kheo, thời không có đời sống mãn hạnh tu hành, không có cơ hội để nêu rõ đau khổ được chân chánh đoạn diệt. Nếu như mà bây giờ cứ làm cái nghiệp ác như thế nào thì chịu cảm thọ cái quả như vậy đó, thì như vậy thì là sẽ là không có cái đời sống tu tập tu hành gì hết. Sao mà tu được? Bây giờ đó là cái hộp khổ qua rồi nó khổ qua thôi hả? Cái hộp sầu riêng là nó sầu riêng thôi, chứ không có sửa được. Mà bây giờ quý vị thấy người ta ghép không? Không biết cái vụ ghép cây không? Đó mình lấy cái ví dụ đi cho dễ hiểu, biết không? Ghép thấy không? Đó là cái hình ảnh đó, để mình thấy đó, có thể biến đổi được, thay đổi được, thay đổi được. Bây giờ có nhiều giống cà phê lắm, nhiều loại trà lắm, mà có cái trà như mình đây vậy đó, có chừng 10 ngàn hay nhiêu ký thôi, nhưng mà có trà đó là nó tới là mấy triệu, có khi cả 100 triệu ký cũng là trà thôi. Cái giống quý, giống quý, giống quý, giống hiếm. Cho nên cái sự tu tập của mình là như thế nào, là làm cho cái cảm bảo cái quả dị thục đó, làm cho nó thay đổi, nó biến đổi. Để biến đổi mà biến đổi theo cái chiều tốt, chứ không phải biến đổi theo cái chiều xấu, không phải biến đổi theo cái chiều tiêu cực, không phải biến đổi theo một cái chiều gọi là bất thiện. Và có như vậy thì sao? Thì mới nêu rõ được cái đau khổ và chân chánh đoạn gì là khổ đau. Cho nên toàn bộ cái giáo pháp Đức Phật quý vị phải nắm thật là vững. Đức Phật nói rõ cái bản chất của thế gian này là khổ, và cái phương pháp diệt tận khổ đau. Hai cái đó là cái quan trọng nhất của Phật giáo. Đức Thế Tôn
truyền giao cho mình. Quý vị nghĩ rằng là mình đi chơi là vui sướng hết hay là đi chơi cũng có khổ? Có khổ gì sao đi? Thì cũng tạm tạm thôi kệ, chịu khổ một chút, đặng kiếm một chút vui vậy. Phải không? Nhất trí không? Dù quý vị nghĩ ăn đó là vui hết trơn hay là cũng có khổ trong khi ăn á? Có nữa hả? Ví dụ coi, cái món nó ngon quá mà bị bệnh mà cử, mà không ăn được cũng khổ, mà bóc vô ăn cũng khổ. Có không? Quý vị thấy chứ? Cho nên mình sâu sắc vô được cái bản chất á. Tại vì sao? Tại vì cái khổ á mà Đức Phật nói đó là nó hết sức là thâm sâu á, là gì? Hoặc nghiệp và khổ. Từ cái chỗ mà lậu hoặc tạo nghiệp, rồi sau đó mình lãnh lấy cái quả báo khổ. Lậu hoặc là gì? Là một cái tâm mê hoặc, cái tâm không có sáng suốt để thấy được cái sự thật. Là cái sự thật này, cái sự thật của cái thân tâm này là năm cái đống, nó giống như cái bàn tay năm ngón. Cái thân tâm mình nó có năm đống, năm nhóm, năm thứ. Biết năm thứ gì không? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tôi nãy giờ nói đó. Cái đống chình hình ở đây đây nè, 60 kg này là cái đống sắc. Thấy không? Nào giờ có nghe ai nói chưa? Chưa, bữa nay được nghe. Cái đống chình hình ngồi trước mặt quý vị đây nè là cái đống sắc. Rồi cái đống thứ hai là cái đống gì? Cái đống cảm giác. Cái đống thứ ba là đống gì? Tưởng. Những hình bóng lờ mờ trong nội tâm đó. Rồi cái đống thứ ba là cái đống tưởng. Cái đống thứ tư là cái đống gì? Hành, suy nghĩ, nói lầm. Ngồi đây chứ nãy giờ không biết tối nay ngủ sao. Giường chỏng đâu có không, chiếu mền đâu có không, biết có mũi cắn không nữa. Nó ngồi vậy đó, nó nói lầm thầm trong đó. Là hành quẩn, nó suy nghĩ đó. Rồi cái đống cuối cùng là đống gì? Thức. Là sự rõ biết. Năm cái nhóm này nè, năm cái đống này nè, năm cái thứ này nè, nó kết hợp lại rồi mình tạm gọi đó là cái mình. Mà mình không biết rằng cái đó không có mình. Năm cái thứ đó nó hợp lại thôi, nó chỉ cần nghe cái đầm là xong. Cái đống sắt này nó rã ra. Thấy chưa? Có cái gì là mình đâu. Nó nghe cái đầm một cái đó là gì? Là đầu tiên là cái hơi thở nó đi phì ra, cái gió nó đi mất rồi. Gió nó đi đầu tiên. Kế đó là sao? Cái gì đã đi tiếp theo? Lạnh ngắt. Lạnh ngắt. Lửa nó đi. Rồi kế tiếp là cái gì? Nước nó rỉ chảy. Tất cả chất dịch trong cơ thể mình nó tràn ra, nó chảy. Ghê chưa? Sợ chưa? Đó, cái mà mình cho là mình yêu thích đó là cái đó đó. Chảy, mũ chảy ra, máu chảy ra, nước chất dịch chảy ra, hôi tanh không ai chịu nổi hết. Con heo, con gà, con vịt nó chết, người ta đi nhổ lông, người ta khìa, người ta nấu cháo, người ta quay roti. Còn cái này nè, cái đống trần dần này nè, cái đống thịt này mà nó chết rồi đó, rồi nó hôi thối không chịu nổi, cuốn chiếu lẹ lên, bỏ vô hòm, bỏ vô lò thiêu nhanh lên. Vậy đó mà mê. Khổ chưa? Đó là khổ đó, đây là khổ đó, khổ là đây. Phật nói là khổ thâm đế đó. Mình không thấy được sự thật, mình cứ đam mê vô trong này, bám chấp vô trong này, tối ngày cái trao chuốt hoài. Rồi cuối cùng thành tích của 60-70 năm đó, cô chỉ qua cái bộ xương nó đứng
Đó là thành tích, là chiến tích, là công tích đó. Giành vượt hơn thua nhân ngã thị phi, tranh giành thủ đoạn mưu mô đủ thứ ác nghiệp hết. Rồi cuối cùng mình nó ra một cái đống, một cái đống gọi là cho tàn, một cái bộ xương đó. Đó là thánh trí của Đức Phật chỉ cho mình thấy đó. Đau không quý vị? Đau lòng không? Hôm nay ngồi ở trên núi thiên này rồi mới nhìn thấy được sự thật. Thương cho cái vô minh, cái mê của mình. Thương cho cái tâm tham ái không thấy được sự thật của mình. Tự cái quật nó tạo ra cái nghiệp, rồi tự cái nghiệp nó chịu cái quả báo khổ. Nó tạo ra nghiệp. Chỉ nghĩ cái gì cũng tôi của tôi. Nói ra cái gì cũng tôi, ngộ nị. Thấy chưa? Làm cái gì cũng là mình không. Tạo ra những ác nghiệp khác, sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu, lường gạt, gian xảo trá ngụy, tranh giật thủ đoạn lợi dụng mưu mô đủ thứ hết, đầy dẫy một cái ác nghiệp trầm chất. Nhắm mắt ra đi rồi thì thôi, ôi thôi, thôi thôi, đi vào trong bóng đêm. Một ngày một đêm ở địa ngục là 100 năm, 500 năm ở nhân gian. Sợ, sợ, phải làm cho mình phát sinh một cảm giác sợ, sợ cái ác nghiệp đó. Thế Tôn nói rằng có 4 sự mà không có bất cứ ma phạm, sa môn, bà la môn, trời người mà tìm được sự an toàn ở trong đó. Không có bất cứ ai, trời rồng, ma phạm, sa môn, bà la môn, những giới tu hành, chức tước, quan quyền, vua chúa, sát đối lại, tất cả không có an toàn ở trong 4 nơi. Thứ nhất, dạ. Dạ, không có an toàn trong cái sự dạ. Bệnh, bệnh, không có an toàn trong cái bệnh, không có ai an toàn trong cái bệnh. Chết, 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 chúng ta ngồi đây rồi sẽ chết hết, không ai còn sống hết, không có an toàn trong cái sự chết. Cái thứ tư là gì? Ác nghiệp, quả dị thục của ác nghiệp, không có an toàn. 4 cái chỗ mà hết sức là nguy, hết sức là sợ, hết sức là bất an và thống khổ. Họ không ai lo hết, không ai thèm lo hết. Cứ ăn rồi chơi rồi vui, cuối cùng rồi đó là nó ầm cái rồi, cái rồi xong. Trại ăn chơi rồi chết, giờ nó chết thì nó chết. Khổ không? Mê nó, mê nó, không có lo. Cho nên mấy thầy đi tu là mấy thầy lo trước. Quý vị thấy mấy thầy có thông minh không? Quý vị nghĩ Đức Thế Tôn còn trẻ như vậy, đẹp như vậy, khỏe như vậy, tài năng như vậy, thông minh trí huệ như vậy, vợ đẹp con yêu như vậy, ngai vàng quyền quý như vậy, mà tại sao ngài nhìn thấy cái gì mà ngài bỏ? Chính là nhìn vô cái chỗ này đây nè, nhất định cái già nó sẽ đến, nhất định cái bệnh nó sẽ đến, nhất định cái chết nó sẽ đến, nhất định cái ác nghiệp nó sẽ đến, mà mình không có lo, mình không có lo, mình trớ trớ vậy hả? Kệ, đi lại thấy người ta chết, à tội nghiệp quá ha, bệnh, à tội nghiệp, mà tội nghiệp người ta vậy chứ không có tội nghiệp mình. Mình nghĩ rằng cái bà đó bà bệnh, bà đó bà chết, tội nghiệp bà chứ mình không có bệnh, mình không có chết. Rồi tới chừng cái bệnh cái chết tới, bà hả họng kêu trời, hoảng loạn, sợ hãi. Có gì thấy không? Đây là cái chỗ mà thấm sâu của đạo Phật.
thấm sâu của đạo Phật. Làm gì? Chuẩn bị cỡ này đây nè, cái hàng đầu này ngồi nè, hàng này đây nè, đó là cái u 5-6 trở lên ha, đó cái u đó đó, chuẩn bị. Minh Thành chuẩn bị từ lúc 17 tuổi cơ, mà tới bây giờ là 45 tuổi rồi mà chuẩn bị chưa xong nữa đó. Cái gì mà không ai chuẩn bị rồi bất thình lình nó đến, là lúc đó là sao, là sao mình chống đỡ, làm sao mình chống đỡ, đó là khổ đó, khổ đó. Cho nên mình suy nghĩ được cái này nó hay lắm, tham sân si tự động nó bớt à. Mình không có lo ganh tị này kia, hơn thua mấy cái chuyện đó mình bỏ qua mất, nó nhẹ lắm. Cho nên người nào mà thường thường niệm tử thì người đó sẽ đạt tới cái cảnh giới bất tử. Người luôn luôn chánh niệm thì sanh diệt các uẩn, được hoan hỷ hân hoan, chỉ bậc bất tử biết. Trên pháp cú Đức Phật nói người nào luôn luôn chánh niệm cái sự sanh diệt của các uẩn, tức là sắc thọ tưởng hành thức, thì người đó được hoan hỷ, rất là vui, được hân hoan. Chỉ có bậc bất tử mới biết được cái niềm vui của người đó. Bậc bất tử là bậc A-la-hán và Đức Thế Tôn chánh đẳng giác. Vui lắm, tu cái này nó vui lắm. Cái miệng thì nói chết, cái trí thì mình thấy rõ sanh lão bệnh tử, nhưng mà cái tâm mình vui lắm. Tại vì mình lo xong rồi. Xin tiết lộ bí mật với quý vị, Minh Thành lo gần xong. Bây giờ nếu cái chết đã xảy đến, bình an. Đó là cái công lao tu hành từ hồi 10 mấy tuổi tới bây giờ, chuẩn bị. Còn quý vị đó, quên, lãng quên. Thấy không? Lãng quên. Lo ăn, lo làm, lo chơi. Rồi cuối cùng mà bất thình lình nó ập tới đó, là lúc đó quý vị trở tay không kịp đâu. Trở tay không kịp đâu. Cho nên Phật thương mình lắm. Phật mới nhắc mình. Mà mình đó là mãi mê, ham chơi. Đừng có nói trẻ ham chơi, già cũng mê chơi như thường. Có không? Mê chơi. Bây giờ cái phương tiện đi chơi nhiều lắm. Cho nên cái miệng thì nó đi tu mà đi chơi không hà. Cái đó nhiều lắm. Có không? Khai thiệt nghe coi. Tới đây đó là dấm lên vài cái tiếng chuông, giật mình, giật mình. Còn tới mấy chỗ khác đâu có ai dám đánh chuông mạnh. Đây là đánh mạnh, đánh mạnh, quất mạnh. Quý vị có biết 4 loại ngựa không? Trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật ví dụ 4 loại ngựa. Cái loại thứ nhất á, là con ngựa này tuyệt vời lắm, lương mã, tuấn mã. Và con ngựa này chỉ cần thấy cái bóng cái cây roi thôi là con ngựa nó chạy à. Nó không có đợi cây roi chạm vô mình, nó thấy cái bóng vô lên thôi là nó chạy. Con ngựa thứ hai là con ngựa đó, và cái roi nó quất chạm vô cái da nó chạy. Con ngựa thứ ba là đánh mạnh vô thịt á, đau á, đau điếm rồi nó mới chạy. Còn ngựa thứ tư là lấy cái móc sắt đánh vô gì vậy máu nó chảy nữa, nó cũng không chạy nữa. Thì 4 cái ví dụ Đức Phật nói cái gì? Là cái người này nghe cái người kia là ở xa xăm thôi, ở chỗ khác thôi mà chết, bị già, bị bệnh, bị chết, thì người này phát tâm tu hành liền. Đó là thấy bóng roi là chạy đó.
Còn cái dạng thứ hai là cái dạng gì? Chạm vô da thịt, tức là cái người thân, bà con ở gia đình, bà thấy cái người này bị bệnh khổ như vậy đó, ung thư vậy đó, chịu khổ vậy người này mới chịu tu, gọi là chạm vô da thịt. Rồi cái hạng thứ ba là cái hạng gì? Đánh cho nó đau điếng đó, tức là chính bản thân người đó bệnh nó mới chịu tu. Ở cái dạng thứ ba, chính bản thân người đó xảy ra trên cơ thể người đó già bệnh, nguy hiểm đó, nguy cấp đó, họ mới chịu tu, ở hạng thứ ba. Còn hạng thứ tư mà móc vô mà chảy máu cũng không chịu chạy là cái dạng nào? À, già chết rồi cũng không tỉnh ngộ. Hết thuốc chữa là bó tay chấm cơm, mà còn bó chiếu nữa là xong luôn. Là mình thuộc dạng nào? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Đó. Cho nên bây giờ Minh Thành có lời khuyên với quý vị đó. Bên đây là món quà tâm linh đó. Lời khuyên cho quý vị, cho quý vị đó là năm nay đó là 40, 50 tuổi, có người 60. Mình đã dành rất nhiều thời gian của tuổi trẻ thơ rồi tuổi trẻ để lo cho chồng, cho con. Bây giờ còn cái quỹ thời gian của mình đó, bây giờ nó cạn kiệt, nó không còn nhiều, nó càng ngày nó càng rút ngắn lại, cho nó không có dài ra thêm. Nó càng ngày nó càng rút ngắn lại, cái quỹ thời gian của mình nó rút ngắn lại, nó rút ngắn dần 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 dần. Mới năm nào nó năm 2000 chết hết, bữa nay 2019 chớp còn mắt rồi là 19 năm, chớp thêm mắt lần thứ hai nữa rồi mình không ngồi dưới đất nữa mà lên bàn mình ngồi, thấy không? Mau lắm. Cho nên không có dễ vui, không có buông lung, mà chuẩn bị lo cho mình. Mình có biết nhắm mắt rồi mình đi đâu không? Không biết. Tại sao mình không lo? Quý vị trước khi lên đây quý vị có chuẩn bị không? Có chuẩn bị không? Chuẩn bị cái gì? Quần áo, tiền bạc, mua vé xe mới cho đi chứ không mua vé ai cho đi. Xe cộ, phải không? Rồi thuốc men đem theo, có không? Rồi thậm chí gom sách cơm lên ăn nữa. Như vậy là đi một cái chuyến như vậy đó rất là gần, có một ngày, hai ngày thôi, vài ngày thôi mà đã chuẩn bị đủ thứ vậy. Như vậy tại sao một cái chuyến đi cực kỳ xa xôi tâm tối mà quý vị không biết cái gì hết của đời mình mà quý vị không lo chuẩn bị? Đó là sự thiếu sót lớn lao. Quý vị phải suy tư, phải lo lắng cho cái điều này. Phải sợ. Phải sợ, sợ cái này là trí huệ mới biết để sợ. Không có cho mình dễ vui. Không có cho mình là sống một cách là an nhàn thả lỏng. Tại vì cái quỹ thời gian mình nó cạn kiệt. Phải làm. Việc cần làm nên làm. Làm cung tận khả năng của mình. Để chi? Khi mình nhắm mắt ra đi, phước huệ của mình đầy đủ, thiện nghiệp mình mang theo. Chứ mình không có mang theo một cái gọi là mình chất đá, mình chất những cái thiệt là nặng ở trên cái đôi vai quặn xuống là ác nghiệp, khổ lắm. Mình chưa có đoạn tận được luân hồi thì ít nhất mình luân hồi ở trong cái cảnh thiện, cảnh lành, cảnh tốt. Đừng có ngồi đó mà mơ tưởng cõi này cõi kia. Phải thực tế nhìn lại thân miệng ý của mình, tu tập thân, tu tập giới, tu tập tâm,
và tu tập cái trí huệ của mình. Thì như vậy là mình biết thương mình, mình biết lo cho mình biết nhìn thấy cái tương lai xa, mà không có nên nhìn tối ngày cứ là ngày mới ăn cái giống gì, cái đó là gần. Mình phải nhìn thấy được cái đời tiếp mong kế tiếp của mình, tiến hẳn vô cái trí huệ, cái chánh tri kiến, để từ từ mình giảm đoạn cho đến chấm dứt tất cả khổ đau. Kính chúc cho quý vị luôn luôn tinh tấn tu tập, sớm thành tựu được cái trí huệ chánh kiến của đạo Phật, để có được an lạc dài lâu.